có tuổi có được coi là thân quyến được không? Vợ con này là thân quyến, chồng có phải thân quyến được không? Bây giờ đi, bây giờ những người lập gia đình rồi đi thì gửi ai? Có tài sản để xả cho ai? Xả cho vợ hoặc xả cho chồng à? Không ha, vợ hoặc chồng khi mà lấy xuất gia rồi nó không còn là thân quyến nữa. Mình không được về để xin xỏ cái gì hết, phải tránh xa luôn ấy. Xả ni luôn ấy. Khi đã đi xuất gia rồi mà nếu mà có vợ là phải xả vợ. Kể cả cố đi lấy chồng, cố tư đi lấy chồng là phải xả chồng luôn. Chồng cố đi lấy vợ cũng không có được trách móc gì hết. Đấy là đi xuất gia là vậy vậy. Và cũng không có việc đòi hỏi cái gì hết. Xả luôn ấy, xả ni vợ hoặc chồng. Không còn là người thân quyến nữa. Không có về thăm mà, về thăm bạn đời. Không còn là bạn đời nữa, mà lúc đấy là thăm người khác phái nó phải là không được, không được phép đâu. Nếu mà cái người đó là cư sĩ, là tín đồ và đến đây thăm tôi thì được. Thế hai vợ chồng cùng đi xuất gia thì sao? Thì có còn là thân quyến nữa không? Thì lúc đấy nó là một tăng một ni rồi ha. Nó có một vị tăng một vị ni rồi. Cái tăng vị ni thì còn có thân mật với nhau được nữa không? Không à. Mối quan hệ giữa đệ tử với thầy và các huynh đệ đồng tu thì có như thân quyến không? Khi mà mình đi xuất ở tại gia thì mình có người thân là những người thân quyến của mình, nhưng khi đi xuất gia thì những cái người thầy trò huynh đệ đồng tu thì cũng có cái nghĩa nghĩa vụ với nhau, cũng giống như cha con anh em, nên những cái người đấy có thể chia sẻ những cái vật dụng với nhau. Những cái người tu hành là có thể chia sẻ những cái thứ vật dụng với nhau. Ví dụ có những người người ta có phước được cúng dường nhiều, mình có thể chia sẻ đến những cái người khác. Và hoặc là những cái người thiếu thốn gì mình vẫn có thể hỏi xin những cái người bạn cùng tu được, như thầy trò, trò với thầy, huynh đệ với nhau có thể san sẻ. Thì cái đấy, cái này nó cũng là được phép xin những cái gì cần. Tại sao người xuất gia phải sống bằng khất thực mới là chánh mạng? Đi khất thực thì có ai muốn không? Nhất ở đây người ta đâu có cho đi khất thực à? Đi khất thực giống như là đi xin. Đi xin thì giống như ăn mày. Ăn mày thì có ai muốn làm người ăn mày không? Nghe nó cứ hổ thẹn thế nào ha. Tự nhiên làm người ăn mày ha. Vì muốn dứt hết lòng tham nên không được tích chữ cho nên là phải đi xin. Vì còn tích chữ thì sẽ soi sinh ra lòng tham, thì không có thể diệt trừ được cái tâm tham. Nên như vậy, cho nên không có tích chữ nên hàng ngày phải đi xin vậy. Vì dẹp bỏ ngã mạn nên sống dựa vào cái sự bố thí. Ví dụ như cái người mà đi khất thực thì nó dẹp được cái tâm ngã mạn, sống dựa vào người khác dẹp được cái tâm ngã mạn. Và nếu không thì mình ngã mạn, tôi chả thiếu cái gì, cần gì tôi phải đến tử tế với ai, tôi cũng đầy đủ hết. Nhà nào có xe hơi, có vàng, có tiền, có đô la, có thiếu gì đâu. Thì cái người đấy mà tu mà tích chữ ấy, thì nó sẽ ngã mạn như vậy. Ngã mạn vì thấy mình có nhiều quá, mình cũng là một đại gia mà. Vì dẹp bỏ cái lòng ngã mạn đi, cho nên là sống dựa vào sự bố thí. Vì muốn cho chúng sinh có cơ hội tạo phước thiện. Vì cái người đó mà tu tập mà có giới định tuệ thì nó là cái lỗi phước điển để cho chúng sinh. Cúng già, cúng ít thì sẽ được cái phước nhiều, cúng nhiều thì được phước nhiều hơn. Đấy là tạo cái phước thiện cho chúng sinh. Vì muốn gieo duyên đến với chúng sinh. Khi mà những cái người cúng dường, những cái người xuất gia thì người ta sẽ có cái tâm hoan hỷ với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng. Người ta cúng dường Tăng thì người ta cũng hoan hỷ với Phật, người ta cũng hoan hỷ với giáo Pháp. Rồi nhờ cái sự thân cận cúng dường đấy, người ta sẽ học hỏi giáo Pháp. Rồi người ta cũng sẽ tạo được cái nhân để đi đến giải thoát trong tương lai. Cứ phải gieo cái duyên như vậy. Cho nên Đức Phật khi mà về thăm Hoàng Cung, vua cha bảo cứ ở đây thì tôi sẽ nuôi hết
cả thầy trò đệ tử bao nhiêu người tôi nuôi được hết. Nhưng mà Đức Phật cái đấy là cái hạnh của cái ba đời chư Phật, là cái hạnh phải đi xuất, phải đi xuất thực, thì đấy là cái sự gieo duyên giải thoát đến với chúng sinh. Chứ cứ ngồi thọ dụng một chỗ thì sẽ không tạo được cái duyên này, không có mở rộng được cái hạt giống giải thoát đến với quần chúng, với tâm đà mọi người. Vậy thì cái đời sống và thất thực cũng là tạo ra, làm cho cái niềm tin về giáo pháp được lan rộng ra khắp nơi, vì lợi ích cho bản thân mình và thí chủ. Nên người xuất gia sống bằng hạnh thất thực. Vì những cái người thất thực thì là cũng có cái lợi ích của mình, mà cái người cúng dường có cái lợi ích của người cúng dường. Hay là một cái người thực hành giới định tuệ và một cái người cúng dường ngộ độc tạo phước, và một người tạo cái phước giải thoát, một người tạo cái phước thế gian. Người xuất gia tu hành nhưng không nghiêm túc là sống bằng hạnh thất thực thì sao? Thất thực mình ăn no bụng là về nằm ngủ hả? Rồi đánh cờ đánh bạc này, ngồi chơi bàn tán hết chuyện đời chuyện đạo, ông tây kim cổ xem hết phim trường này phim trường cười rồi. Thì lúc đấy là sẽ sao? Thì mắc nợ. Nếu mà người xuất gia mà không có tu tập nghiêm túc sẽ mắc nợ. Cho nên là cái người thí chủ mà người ta hiểu đạo, người ta không phân biệt ông này không tu thì mình cúng, chứ ông này không tu không cúng. Mà cái người hiểu đạo người ta ai cũng hết cúng, thì người ta mình chẳng mất đâu mà no. Nếu mà tu tốt thì đi đến niết bàn giải thoát thì mình được phước. Ông không tu tốt thì sau này ông quay trở lại thì ông mới làm những cái người cái sai cho mình, nào làm những cái việc vất vả thì ông phải trả nợ lại mình bằng cái cách khác. Giống như cho vay thì sau này người ta phải trả lại thì không sao hết. Cho nên cái người Phật tử người ta cúng dường là không được phân biệt, không cúng dường thì vẫn cứ ai cũng cúng dường như nhau hết. Cúng dường cho người xuất gia tu hành không nghiêm túc thì có được phước không? Có phước nhưng mà nó không lớn. Thì bố thí cho một cái con chim nó ăn nó còn có phước mà. Bố thí một con kiến ăn nó còn có phước mà. Người xuất gia tu một thời gian rồi hoàn tục thì có mắc nợ thí chủ đã cúng dường thứ vật dụng không? Tu một thời gian này được cúng dường nhiều quá đi về đời sao? Người thí chủ cúng dường có tiếc không? Quảng công mình hỗ trợ bao nhiêu năm giờ ông không tu nữa, ông về đời hôm trưa còn là thầy con hôm nay mày tao tao. Thì nó cũng buồn cười không? Nếu mà thực hành giới định tuệ nghiêm túc thì cũng được thôi, chứ không có hoan nghênh lắm. Còn nếu mà không nghiêm túc thì mắc nợ, không nghiêm túc thì vẫn mắc nợ. Thực ra cái sự mà đi xuất gia theo duyên là phát xuất từ một cái câu chuyện mà thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo đấy, vị cũng cứ tu được một thời gian, vị này ra đời, xong rồi vị này vào tu, vị này ra đời, mà Đức Phật vẫn chấp nhận. Vị này vào tu được mấy hôm mà lại chán, lại xin hoàn tục, xong lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, cho đến tận lần thứ bảy, và Đức Phật cũng biết trước cái vị đấy ra rồi, vị đấy lại sẽ vào, và lại sẽ ra, rồi lại sẽ vào. Nhưng Đức Phật vẫn cho vị Đức Phật biết được rằng cái nghiệp của cái vị đấy là do vị ấy đã tạo cái nghiệp nó tương ứng như vậy, cho nên bây giờ vị đấy phải xuất ra và hoàn tục tới 7 lần. Cho nên là bây giờ người ta thời bây giờ vẫn cho một người có thể xuất ra và hoàn tục tới lần thứ 7 là được phép. Nhưng mà cái xuất ra gieo duyên nó cũng dựa vào cái tích đấy để cho mọi người được gieo duyên. Thì nó cũng có mặt tốt của nó, nhưng mà nếu mà khi mà trong cái thời gian tu gieo duyên đấy mà giữ tu giới định tuệ tốt thì cũng được, còn nếu mà không thì vẫn mắc nợ, mắc nợ thì chịu. Người xuất gia sống tà mạo thì như thế nào? Nếu mà sống tà mạo thì nó không, nếu mà cái vị đó tu tập sẽ không đắc được thiền thông đạo quả, không đắc được các pháp thực nhân, và khi mạng chung thì sinh vào ác đạo.
mà sống sống tạm bỡ. Còn tại sao thời nay lại rất ít người tu chứng được pháp? Tại sao lại vậy? Có phải là tại vì rất ít người sống chánh mạng không? Bây giờ toàn thấy mình làm hết ngày này nghiệp kia mà. Thí chủ tự tay sát sinh đổi dâng cúng vật thực đó cho người xuất gia dùng thì người xuất gia có tà mạng không? Có bao giờ tự đang mời các thầy đến này cúng chay tăng ấy, xong là mình giết gà giết mổ con gì đó để cúng dường ấy. Thì nếu mà nó có ba cái trường hợp này thì sẽ không tính vào tà mạng này. Mình không trông thấy cái người xuất gia đấy, mình không trông thấy con vật bị giết, không nghe tiếng nó kêu và không nghi con vật đã bị giết cho mình dùng. Ví dụ là vì đó không trực tiếp trông thấy, và nếu mà vì đó trông thấy rồi thì vì đó không được dùng. Vì đó vừa mời đến xong là nhà chủ bắt con gà ngay trước mặt vị thầy cắt cổ nó thì vị thầy sẽ không được dùng. Hoặc mà bảo thôi thầy cứ vào nhà đi, con đi làm cơm vẫn cúng, mà nghe cái tiếng gà nó quắc 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 đến bữa ăn mà có hó thịt gà và đúng cái con gà nghe nó kêu đây rồi nó không được dùng nữa. Nếu mà không nghe thấy thì vẫn dùng được. Còn nghi có nghĩa là lúc mình đến ấy, mình thấy có một rổ cá đang nằm ngoài ngoài đấy, khởi đến tâm nghi mà chắc nhà này hôm nay nó sẽ làm cái món này nó cúng đây, đấy là nghi thì cũng không được dùng nữa. Mà đến bữa ăn thấy cái món cá dâng lên mà không dùng thì người ta hỏi là tại sao thầy không dùng, có phải cái nãy làm cái rổ cá ngoài mình sao đâu, mà không có làm cá khác nữa. Cái nghi đấy có thể đúng có thể sai, nghi có thể đúng nhưng mà vẫn không được dùng, tại vì đã người ta hoài nghi là không được dùng được. Nếu tránh được ba cái này thì không tàm bạc, còn nếu mà phạm vào một trong ba cái này thì là tàm bạc. Người thí chủ sát sinh đồi dâng cúng dường thì có được phước hay tội? Được phước hay là được tội? Được cả hai. Phước cũng được mà tội cũng được. Sát sinh thì sẽ có tội, còn cúng dường thì sẽ có phước. Vừa có tội vừa có phước thì cái chỗ quả nó sẽ làm sao? Vừa có tội vừa có phước ấy thì chỗ cái quả có cái quả gì mà nó vừa đắng vừa ngọt không? Đã ăn cái quả gì mà nó đang đắng nó ngọt ngọt, nó ngọt ngọt lại đang đắng không? Chua chua mà ngọt ngọt, ngọt ngọt mà chua chua. Cái món chua chua ngọt ngọt này là cái món rất thích ăn này. Thì nó giống cái quả này. Thì cái người đấy là người sẽ có nhiều tài sản, có danh vọng, có quyền thế, làm được nhiều việc lớn, nhưng có nhiều ác tâm nên cũng làm nhiều việc ác lớn, phải không? Đấy, có những cái ông vua, ông ấy làm vua thì có phước không? Phước cũng lớn. Nhưng mà có những cái ông vua, ông cực ác, ông giết hại bao nhiêu người là làm sao? Là cái tâm của ông cũng rất là ác. Nhưng rồi là ông vua này thì ông ấy làm cái phước ở trong quá khứ là ông làm phước rất là lớn, bố thí cũng làm rất là nhiều. Cái phước làm vua thì chủ yếu là phước về bố thí và phước về phục vụ nhiều. Nhưng mà những cái ông vua vẫn có cái ác tâm, bởi vì cái tâm mà nó tạo thành cái nghiệp ác nó quen, nó tạo thành cái tập quán, cho nên ông cũng làm nhiều cái việc ác lớn. Những cái người cho chúng sinh mà sinh về cái cõi Atuna ở trên thiên giới cái phước rất là lớn, nhưng mà cái tâm sân nó cũng rất là lớn. Atuna ở trên cõi thiên giới mà hay đánh nhau với chư thiên ở cõi tam thập tam thiên ấy. Thì phước nên có phước nhưng mà cũng có tội, vừa phước này vừa chịu cái nỗi khổ. Ví dụ có những cái người ta có được rất là nhiều tài sản nhưng mà người ta không hưởng thụ được, người ta luôn luôn ốm đau bệnh tật, đấy nó cũng là cái quả của cái nghiệp bất thiện ấy. Luôn luôn gặp những cái khổ đau, ăn không ngon ngủ không yên, đấy là cái quả của nghiệp bất thiện. Còn cái phước thì nó khiến cho cái vị đó có được những cái thành công lớn, nhưng mà cái tội cái họa nó cũng ở cái vị đó cũng gặp rất nhiều cái trở ngại.
những ông vua đi cứ đi ra đường thì người ta muốn ám sát không? Đấy, tội ông cũng nhiều. Người tại gia mà đóng giả người xuất gia rồi đi khất thực thì làm sao? Nhiều người dân người già thì đọa vào ba đường ác. Cái này nó phạm rất nhiều tội là giả tăng tướng cũng là một cái tội rất là lớn. Ăn trộm tăng tướng là một, sau này mình đi lừa dối người khác là hai, mình không có xứng đáng mà mình làm như vậy là tội ngã mạng. Người tại gia sống và người ăn xin thì tránh mạng hay giảm mạng, người ta còn phải có rồi chứ nhỉ. Ăn xin mình mà không chân tránh thì tài, xin mà không chân tránh, ăn xin chân tránh là làm sao? Có cái ăn xin chân tránh nữa chứ nhỉ. Ví dụ như lừa dối này, giả người tàn tật thì đi, hoặc là giả người tu, hoặc là lười biếng không muốn lao động, hoặc là tham lam, không khó khăn nhưng vẫn muốn đi xin, thì cái đấy là không chân chính. Đấy là đi xin không chân chính. Nhưng mà cũng có những người người ta đi xin chân chính, thế nào là ăn xin chân chính. Nhưng người xuất gia thì không nói, đây là người tại gia mà. Người như người tàn tật, người ta yếu đuối, người ta không thể lao động được, người ta có thể đi xin. Hoặc là cái người mà người ta đang gặp khó khăn, người ta đang gặp khó khăn, tạm thời không có gì ăn, không đi xin thì chết đói. Người tại gia không chịu mà cứ sống bằng người khác thì tránh mạng hay tả mạng? Nếu có người tình nguyện nuôi mình thì là tránh mạng, nếu mình mà ăn bám người khác thì nó là tả mạng. Đấy, ví dụ như là ở nhà bố mẹ mình nuôi mình nhé, bố mẹ nuôi hoặc có những người thân người ta nuôi mình thì không sao. Nhưng mà bố mẹ bảo mình lớn rồi đi làm mà ăn, hoặc không có làm gì hết ở nhà ăn thì không có người thân nuôi thì người ta. Cha mẹ nuôi con cái thì con cái có mắc nợ không? Con cái có mắc nợ cha mẹ không? Chăm sóc nó suốt cả hàng chục năm, hai chục năm trời mà ăn bám bố mẹ mấy chục năm mà mắc nợ nhiều không? Quá nhiều nhỉ. Nếu mà bất hiếu thì mắc nợ. Mà thực ra cha mẹ nuôi mình thì có cái đấy nó là cái sự tự nguyện của cha mẹ. Mình có bắt cha mẹ sinh ra mình không? Cha mẹ thích muốn con đưa con quá trời, sinh ra được chăm sóc cho con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Không? Sau này mình đã chăm sóc lại cha mẹ nên nó trả nợ thì còn chi nữa. Còn nếu mà bất hiếu ấy, mắng cha mắng mẹ thì không làm cho cha mẹ khổ đau thì cha mẹ bảo thật thà đừng sinh ra mày còn hơn. Sinh ra đứa bất hiếu lúc ấy làm cho cha mẹ buồn phiền thì lúc ấy bao nhiêu cái công lao chăm sóc ấy thì sau này mình sẽ bị mắc nợ. Một người làm việc bất thiện rồi nuôi sống cả gia đình thì gia đình đó là tà mạng hay là chỉ một người đó tà mạng? Cái người nào mà hoan hỉ với cái việc bất thiện đấy thì là tà mạng này. Thường thường một người cũng có thể nuôi được cả gia đình mà. Nếu người nào mà tận mắt thấy cái việc bất thiện đó của người thân mà vẫn đồng tình thì người đó tà mạng. Người ta không biết thì không sao. Nhưng bây giờ có người tà mạng đến cúng dường cho các thầy thì các thầy tà mạng hay tránh mạng? Ai mà biết được phải không? Ai biết được đến đây cúng thì tôi cứ thọ nhận đi. Ai biết làm nghề gì đâu. Vì tôi không biết, không thấy, nghe nên vẫn là tránh mạng. Giống như là cái người sát sinh ấy, cúng dường cho tỳ kheo ấy. Nhưng vì tỳ kheo đó mà biết mà vẫn dùng thì nó mới là tà mạng. Vì đâu biết, vì nó không biết mà dùng thì không sao. Như thế mọi người đến chùa cũng đâu có biết ai làm nghề gì đâu. Biết là tránh hay tà, chỉ biết là đến cũng không biết thì không sao. Người thân vậy, trong gia đình vậy, một người làm việc bất thiện thì giấu thì đừng cho ai biết. Để nói mọi người thì không sao hết. Mà nói là cái đồng tiền này là do tà mà đi ăn trộm về nuôi cả nhà thì mọi người ta mang hết. Ở thế gian người sống tránh mạng nhiều hơn hay tà mạng nhiều hơn?
cái tham ham nó nhiều hơn chút. Khi chết người ta sinh về cõi lành nhiều hơn hay cõi ác nhiều hơn? Sinh cõi ác nhiều hơn. Tất nhiên người sinh về cõi lành, nhưng Đức Phật thấy rằng là cái người sống chúng sinh ở trên thế gian thì rất là nhiều, nhưng mà khi mà chết thì sinh xuống đọa xuống ác đạo thì rất nhiều, nhưng mà sinh về những cái cõi này thì rất là ít vô cùng thôi. Người thế gian thích sống hạnh phúc hay thích sống khổ đau? Đương nhiên là thích hạnh phúc, thì có ai muốn khổ đau mà. Ở thế gian người thích làm việc thiện nhiều hay thích làm việc ác nhiều? Thích làm việc ác sẽ nhiều hơn nữa. Cả người thiện và người ác đều có chung một sở thích, đó là thích cái gì? Người thiện cũng thích mà người ác cũng thích. Nó thích cái gì? Có chung một sở thích. Hành động này khác nhau mà sở thích thì cùng. Nó là thích hạnh phúc ấy. Và người thiện cũng thích an vui hạnh phúc mà người ác cũng thích an vui hạnh phúc. Chẳng ai là muốn khổ đau cả. Và tại sao cùng sở thích nhưng lại có hành động khác nhau? Tại sao có cùng một cái sở thích thì có cùng một sở thích mà lại có khác cái hành động, là tại cái gì? Cái nhân thì nó khiến cho chúng sinh lại có gọi là thân đồng, tức là cùng cái thân thì giống nhau mà dị tưởng, thân đồng dị tưởng, cái tưởng nó khác nhau, thân thì giống nhau, ai cũng có mắt tai mũi lưỡi chân tay người như nhau phải không? Mà sao cái tưởng lại dị lại khác? Cái sở thích cũng cùng vì chi kiến nó khác nhau, tại vì cái sự hiểu biết nó khác nhau, vì cái chi kiến nó khác nhau, cho nên rằng là ở thế gian mới có những cái người để có những cái hành động khác nhau. Ai cũng thích an vui hạnh phúc hết, không ai là muốn khổ đau cả, nhưng mà có cái người hiểu được cái con đường đi đến hạnh phúc, cái sự hiểu biết cái con đường này thì nó khác nhau, cái chi kiến này. Có những cái người ta không có biết rằng là làm việc ác thì lại phải chịu cái quả báo, tại vì người ta không có cái chi kiến về cái giáo pháp, cho nên là người ta mới hành động sai lầm. Còn có những cái người thì được học về giáo pháp, cho nên người ta có cái chánh chi kiến, có người có chánh chi kiến, người ta biết là làm việc phước thì được phước, làm việc tội thì có tội, cho nên là người ta mới biết tránh việc ác và người ta làm việc thiện, người ta tránh cái đấy là do cái chi kiến khác nhau. Nhưng mà có những người, người ta không được học Phật pháp, người ta vẫn thích làm việc thiện là làm sao? Là người ta có cái chi kiến sẵn ở quá khứ đời trước, trong giáo pháp các vị Phật trước người ta được học giáo pháp rồi, người ta được huân tập cái thiện, cái hành động thiện sẵn rồi. Bây giờ sinh ra dù không có giáo, chưa gặp giáo pháp, người ta vẫn có cái tâm hướng thiện cao, cái chi kiến nó vẫn còn, nó vẫn ảnh hưởng về trong tâm thôi. Muốn cho nhiều người sống lương thiện thì phải làm sao? Thì chánh pháp cần được hoàn truyền rộng rãi. Những cái nơi nào mà chánh pháp được truyền đến thì nơi đó sẽ có nhiều người để sống bằng cái thiện nghiệp, người làm biết làm thiện. Cái nơi nào mà không có chánh pháp thì cái người bất thiện sẽ nhiều hơn, nhưng cái nơi nào có chánh pháp thì thiện nghiệp sẽ nhiều hơn, cái người hướng thiện sẽ nhiều hơn. Tại sao phải sống chánh mạng? Sao Đức Phật lại dạy là phải sống chánh mạng? Bởi vì để tránh những tội lỗi do nuôi mạng tạo ra, nhưng tránh những sự vay trả nghiệp báo ở trong luân hồi. Như là mình đã sống tà mạng là cái người đấy, mình đã có cái sự oan trái rồi, đã gây oan kết trái với những chúng sinh khác rồi, mình có cái sự vay trả
may trả ở trong cái nghiệp báo. Mình sử dụng những cái vận dụng này do bằng cái sự đau khổ của những chúng sinh khác thì mình sẽ phải trả, thì mình phải trả giá. Trả giá đó thì là đời sau sinh ra phải làm trâu, làm bò, làm ngựa, hoặc là những cái người khổ sở, hoặc là mình gây oan kết trái, gây oan trái thù hận với những chúng sinh khác. Nên trong cái tà đời sống tàn bạo nó sẽ để lại những cái hậu quả như vậy, những cái nghiệp bất thiện như vậy. Để sống cái hạnh thiểu dục chi túc, hoặc là nuôi cái đời sống chánh mạng, là như người xuất gia là để sống cái hạnh thiểu dục chi túc, không có tham cầu, không có tích trữ, để từ bỏ cái tham ái dính mắc với các vật dục, không có quá là tham ái, mình có cái tâm biết đủ, không có quá tham cầu, không quá dính mắc vào cái chú sứ, y phục, thức ăn và cái dược phẩm, để rồi phải tạo những cái ác nghiệp và để thành tựu được cái đạo quả niết bàn. Sống chánh mạng tức là cái người đó có cái đời sống giữ giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh thì mình sẽ tu tập được cái pháp như là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì chỉ kiến thanh tịnh và đi đến cái giải thoát niết bàn được. Đấy là vì vậy cho nên là phải sống chánh mạng. Chánh mạng là một trong các cái chi của bản chánh đạo. Chánh chỉ kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hết chánh mạng. Còn bài chánh tinh tấn, buổi sau học chánh tinh tấn. Bây giờ chánh tinh tấn thì không đủ thời gian nữa. Mọi người hồi hướng nha. Idame punyam asava khasam vahamotu. Idame punyam dipanasa bacato hotu. Mama punya bhagam sapasatanam bacemi Tesame Metamam Bunyabhagam Nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa tu sa.